Trân xin chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chuyên mục kỹ năng cuộc sống. Và trứng là một loại thực phẩm mà chúng ta hay phát hiện nhất trong gian bếp nhà mình. Vậy thì các bạn có biết chắc là mình đã biết cách sử dụng cũng như là bảo quản và chế biến trứng chưa? Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua một mẹo vặt nhỏ nhé. Và bây giờ thì Trân đang chuẩn bị rất là nhiều quả trứng ở đây. Nhưng bằng mắt thường thì chúng ta có nhận thấy rằng quả trứng nào là cũ và quả trứng nào là mới hay không? Đó chính là chuẩn bị một cốc nước, sau đó thêm một ít muối. Và dung dịch nước muối này sẽ giúp cho chúng ta biết được quả trứng nào đã cũ rồi và quả trứng nào là mới để chúng ta có thể bảo quản lâu hơn trong tủ lạnh. Sau khi đã khuấy đều như vậy thì chúng ta sẽ bỏ trứng vào nhé. Ví dụ như là quả trứng này Hà Trinh sẽ bỏ vào để xem. Nếu như quả trứng này chìm xuống có nghĩa là quả trứng của chúng ta đã cũ rồi. Và chúng ta sẽ thử quả trứng tiếp theo nào. Chúng ta sẽ bỏ vào dung dịch nước muối này. Đây là cách thử rất là nhanh chóng. Và qua việc quan sát chúng ta thấy là quả trứng này đang từ từ nổi lên trên mặt nước. Vậy là chúng ta có thể kết luận đây chính là quả trứng mới và chúng ta có thể tiếp tục bảo quản trong tủ lạnh và ăn sau một thời gian nữa. Với những quả trứng cũ này thì Hà Trinh sẽ chế biến ngay thôi. Có một món rất là yêu thích, đó là món trứng luộc rất là dễ làm. Đầu tiên, yêu cầu của chúng ta phải là vỏ trứng khi luộc không bị nứt. Làm sao đây? Chúng ta có một cách rất là đơn giản. Chúng ta có thể bỏ một ít muối vào trong nồi luộc trứng. Với thao tác này thì chúng ta đã có thể chắc chắn rằng những quả trứng sẽ không bị vỡ khi luộc. Rất là đơn giản phải không nào? Và có một cách nữa, chỉ với một lát chanh mỏng như thế này thôi, chúng ta sát trên bề mặt của quả trứng. Như vậy sẽ đảm bảo cho quả trứng của chúng ta khi luộc rất là đẹp, vỏ vừa bóng, vừa láng và không bị nứt vỏ. Xong rồi, chúng ta sẽ bỏ vào trong nồi nước luộc. Nhưng nếu như mà quả trứng đã bị nứt sẵn rồi thì làm như thế nào đây? Có một cách để chúng ta tránh được việc mà vỏ trứng sẽ bị nứt ra và lòng trắng trứng rỉ ra ngoài, đó chính là sau khi bỏ vào, chúng ta có thể bỏ ngay, đó là một ít giấm vào trong nồi. Như thế này đây, chúng ta đã có thể hoàn toàn yên tâm về nồi luộc. À khoan đã, lòng trắng trứng đã đẹp rồi, nhưng chúng ta cũng cần lòng đỏ cũng phải thật là thẩm mỹ. Khi mà chúng ta luộc trứng, đặc biệt lòng đỏ phải nằm ở giữa của trứng. Chỉ có một cách rất là đơn giản, đó là dùng một đôi đũa. Chúng ta sẽ khuấy đều thật đều. Chúng ta sẽ bỏ ngay quả trứng vào. Và khi như vậy, với một nồi nước lớn mà chúng ta xoáy như vậy thì cái vòng nước xoắn ốc đó sẽ giữ cho lòng trắng trứng và lòng đỏ được cân bằng với nhau và lòng đỏ sẽ nằm ở giữa của quả trứng. Bây giờ thì đậy nắp lại thôi. Và với những mẹo vặt vừa rồi thì chúng ta đã có thể yên tâm vì trứng của mình đã được luộc rất là đẹp và không bị nứt vỏ, cũng như là lòng đỏ trứng sẽ nằm ở giữa trung tâm của trứng. Ngay bây giờ thì Hà Trinh sẽ lấy một quả trứng đã được luộc ra. Bây giờ thì trông rất là hấp dẫn rồi nhé. Và để có thể giúp cho quả trứng này được lột ra một cách dễ dàng hơn thì thường những bà nội trợ có một cách là
trứng hoặc là làm rơi một ít trứng lên sàn như thế này. Như vậy sẽ để lại một số những vết bẩn ở trên sàn. Khoan vội lau bằng khăn nhé. Như vậy sẽ giấy bẩn khắp cái không gian nhà mình. Chúng ta sẽ rải một lớp muối thật là dày lên trên vết bẩn này. Và để trong khoảng 20 phút là chúng ta đã có thể lau chùi một cách rất là dễ dàng. Sẽ đơn giản hơn rất là nhiều đúng không nào? Và khi mà chúng ta bảo quản trứng thì cũng cần lưu ý một số những vấn đề sau. Khi chúng ta mua trứng về, nếu chưa dùng ngay thì nên giữ nguyên bao bì và bỏ vào tủ lạnh. Bởi vì nhiệt độ thích hợp nhất khi bảo quản trứng là 4 độ C. Bây giờ thì Hà Trương xin gửi lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.